người nhà quyến thuộc phải giúp đỡ họ như thế nào. Lúc còn sống thì khuyên bảo họ, hoặc không chịu hồi đầu, chúng ta biết nhất định họ sát đọa ác đạo. Như cô bà La Môn, cô Quan Mục nói ở phần trước, đều là làm thị phạm cho chúng ta xem làm ra gương mẫu khi người nhà người thân tạo ác nghiệp đọa lạc và ác đạo thì phải làm sao nên thiết phước cho họ tư là giúp đỡ hy vọng có thể giúp đỡ cho lộ trình phía trước của họ. Người thật sự có thể giúp được nói cho chư vị biết chỉ có Phật Bồ Tát. Ngoài Phật Bồ Tát ra thì quá khó, quá khó. Ai có thể giúp đỡ được? sau đó là dạy chúng ta phương pháp tu phước phương pháp tu phước rất nhiều chỗ này chỉ nêu ra vài việc hy vọng chúng ta từ trong thí dụ này có thể nghĩ đến những lý luận và phương pháp tu phước khác nghe một biết mười hoặc huyền phan cái cập nhiên du đăng hoặc chuyển đọc tôn kinh hoặc cúng dường phật tượng cập chư thánh tự Nại chí niệm phật Bồ Tát Cập Bích Chi Phật Danh Tự Nhất Danh Nhất Hiệu Lịch Lâm chung Nhân Dĩ Căng Hoặc Văn Tài Bụn Thức Thị Chư Chúng Sanh Sợ Tạo Ác Nghiệp Kế Kỳ Cảm Quả Tất Đọa Ác Thú Duyên Thị Quyến Thuộc Vị Lâm chung Nhân Tu Tự Tánh Nhân như thị chúng tội tất giai tiêu diệt những gì nói trong kinh hình như rất dễ dàng chuyện này không khó làm được có thể được hiệu quả lớn như vậy hay không như thị chúng tội tất giai tiêu diệt được hiệu quả lớn như vậy hay không? Người hiện nay đọc xong, không ai không hoài nghi. Chúng ta cũng hoài nghi. Nguyên nhân của nghi ngờ là thật sự không hiểu rõ những lời nói trong đoạn kinh văn này. nếu như thật hiểu rõ thì bạn sẽ không nghi ngờ gì cả nhân tố thứ nhất là phải có chánh pháp trụ ở đời nếu chánh pháp không còn nữa chỉ có hình tượng hình tượng không có tác dụng hình thức không có lợi ích gì những tội như thế tiêu diệt không nổi người xuất gia chúng ta không có quý kỵ gì cả phải nói sự thật Có một số người xuất gia hàng ngày đều giúp người ta siêu độ. Đến cuối cùng, chết đi cũng phải đọa ác đạo. Bạn nghĩ xem, họ có thể siêu độ cho người khác được không? Đây không phải là bằng chứng bày ra trước mắt hay sao? Chúng ta thấy tận mắt người xuất gia lâm chung mê hoặc điên đảo. Tướng trạng lúc đó rất khó coi không phải tướng lành không phải họ mỗi ngày đều treo phan lọng đốt đèn dầu mỗi ngày đều đọc kinh hay sao cư sĩ lý mộc nguyên bữa trước báo cáo nói với chúng ta có một vị xuất gia nọ mỗi ngày nửa đêm mười hai giờ khuya liền thức dậy một mạch tụng kinh tới sáng kinh gì cũng niệm cuối cùng tới lúc lâm chung người ta khuyên ông niệm a di đà phật ông bèn giơ nắm tay lên mê hoặc điên đảo qua đời thế nên ở chỗ này điều kiện thứ nhất là chánh pháp trụ thế mới có hiệu quả này. Nếu chánh pháp không còn nữa mà chỉ làm ra hình thức như vậy thì không có hiệu quả. Lúc trước, Thầy Lý thường nói với chúng tôi Không sợ không có chùa Chỉ sợ không có đạo không có chùa không sao cả chỉ cần có đạo là có thể siêu độ thực sự có thể siêu độ chúng ta xem thấy trong cuốn ảnh trần hồi ức lục của lão pháp sư đàm hư có ghi chuyện tám năm gian khổ đọc lăng nghiêm người ta không có chùa người ta có đạo thì có thể siêu độ được nên biết treo phan treo lọng là ý nghĩa gì phan là cờ hiệu trong nhà phật dùng để làm gì là để triệu tập đại chúng đến nghe kinh nghe pháp cộng tu là có ý nghĩa này phía trước chúng ta đã đọc được tôi còn đặc biệt nhắc các bạn đồng học chú ý trên tràng phan bảo cái dứt khoát không được viết danh hiệu của phật bồ tát